À, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Ryan. Hôm nay chúng ta tiếp tục với Unit 2 Fish for Life, Chu Clue, trang 40, Look at the picture, nhìn ở tranh rồi chúng ta đọc này. Bây giờ trong bài này chúng ta có headache là bị đau đầu nha. Headache là đau đầu này. Rồi chúng ta có từ gì nữa? A sore throat là đau họng. Đau họng, a sore throat. A stomachache là đau bụng. Rồi chúng ta có a temperature là sốt cao, nóng, là nóng. Chúng ta có a cough là ho, cough. Ok, break again. A headache, a sore throat, a stomachache, a temperature, a cough. Rồi chúng ta xuống đây chúng ta đọc cái bài này nha, đọc cái tựa đề của cái bài này và nhìn ở bức tranh và cái loại medicine là thuốc, cái thuốc nào có được thường có mọi người có thể tìm thấy trong nhà bếp. Rồi chúng ta vào bài đọc này. Medicine nha, medicine là thuốc. In the kitchen, thuốc trong nhà bếp. We all feel sick sometimes, thỉnh thoảng chúng ta bị ốm. Luckily, may mắn thay, lots of things in your kitchen can make you feel better, có rất nhiều thứ trong nhà bếp có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Do you usually feel unpleasant? Unpleasant là mệt mỏi. Bạn có luôn luôn cảm thấy mệt mỏi hay không? In your head, trong cái đầu của bạn hay không? Drink some lemon juice, uống một ít nước chanh. With warm water, với nước nóng, nước ấm. To stop your headache, để mà làm ngừng cái cơn đau đầu của bạn. Số 1, điền headache. Số 2, for a stomachache, đối với bệnh đau đau bụng. Drink some ginger tea, uống trà gừng. Yeah, ginger tea, trà gừng. It's healthy, nó mạnh khỏe, and good for your stomach. Nó mạnh khỏe và tốt cho dạ dày của bạn. Honey là mật ong. Mật ong có thể làm giúp đau họng nha. Honey can make a sore throat. Add a teaspoon of honey to hot water and drink. Cho một muỗng mật ong vào nước nóng và uống. It's good for your throat. Nó tốt cho cái họng của bạn. When you got a temperature, khi bạn bị sốt, drink a cup of mint tea. Hãy uống một ly, một tách trà bạc hà. To help reduce a body temperature, để làm giảm nhiệt độ cơ thể bạn. Chúng ta có từ reduce làm giảm, body temperature, nhiệt độ cơ thể, thân nhiệt. Chocolate has the same ingredient. Sô-cô-la thì có công thức tương tự như là cough syrup. Okay, chocolate has the same ingredient in it as cough syrup, so it can stop a terrible cough. Cho nên nó có thể ngừng cơn ho kinh khủng. Sound great, nghe tuyệt không nào? Okay. The thing in our kitchen cupboards can help us a lot, but remember always check with a doctor first. Có rất nhiều thứ trong nhà bếp, trong tủ nhà bếp có thể giúp chúng ta, nhưng mà hãy nhớ phải kiểm tra với bác sĩ trước. Ok, vậy trong bài này, số 1 điền headache, số 2 điền stomachache, số 3 điền sore throat, số 4 điền temperature. Nha. Là những cái từ mới trong bài này. Unpleasant là mệt mỏi. Hay rồi chúng ta có headache, đau đầu. Stomachache, đau bụng. Ginger tea, trà gừng. Honey, mật ong. Stomach, dạ dày. Sore throat, đau họng. Rồi chúng ta có throat là cái họng. Temperature là bị sốt. Minty là trà gừng, trà bạc hà. Reduce làm giảm. Body temperature, nhiệt độ cơ thể. Chocolate là sô-cô-la. Ingredient, thành phần, nguyên liệu. Rồi cough syrup, siro ho. Ok, hết rồi đấy. Vậy thì chúng ta trả lời là chúng ta tìm được những cái thuốc gì trong nhà bếp. Đó là chúng ta có thể sử dụng gì? Sử dụng lemon juice này, nước chanh này. Rồi chúng ta có thể sử dụng ginger tea, trà gừng này. Rồi honey, mật ong này. Rồi mint tea, trà bạc hà. Rồi chúng ta có chocolate. Ok. Rồi sang cái bài số 3, trang 40, hãy đọc cái tựa đề và chúng ta chúng ta đọc cái bài bên trên là chúng ta hoàn thành những cái từ là chúng ta đã hoàn thành rồi. Cái bài số 4, mục đích của tác giả là gì? Để answer là trả lời, để persuade là thuyết phục, hay là để thông báo cung cấp thông tin, inform nha. Và thông tin này cho có hữu ích các bạn hay không, mà tại sao? The purpose author là mục đích của tác giả. To inform là để thông báo, cung cấp thông tin. Is tell people how to use some medicine in the kitchen for some common health problem. It's very useful. Okay, to me, because I feel better after using them.
The purpose author is to inform it tell people how to use some medicine in the kitchen for some common health problem. It's very useful to me because I feel better after using them. Mục đích của tác giả đó là cung cấp thông tin nó nói cho mọi người cách sử dụng một ít thuốc, một số vài cái thuốc trong nhà bếp cho những căn bệnh thông thường. Nó rất là hữu ích đối với tôi bởi vì tôi cảm thấy tốt hơn sau khi sử dụng chúng. Rồi đó là cái bài số 4. Bài số 5, cái thuốc nào trong cái bài này mà bạn biết và bạn biết thêm cái nào nữa không? I know honey and ginger tea can help reduce health problem. I also know that drinking orange juice and lemon nice can help reduce body temperature. Yeah. I know honey and ginger tea can help reduce the health problem. Tôi biết là mật ong và trà gừng có thể làm giảm nhiệt vấn đề cơ thể, vấn đề về sức khỏe. I also know that drinking orange juice and lemonade can help reduce body temperature. Tôi còn biết là uống nước cam và nước chanh thì có thể làm giảm được nhiệt độ cơ thể đấy. Ok, đó là cái bài 2, Blue Trang 40.